Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Trung Lê Stock. Hôm nay là ngày 21 tháng 5 năm 2024. Em sẽ nói về VN Index, VN30FM và cổ phiếu hôm nay em đã cho giải ngân, đó là THN. Và bây giờ mình sẽ đi vào phân tích về VN Index. Như mọi người đã thấy, VN Index nó đã về những cái vùng gần kháng cự cũ, nó có những cái phản ứng và Và hôm nay giờ cổ phiếu giảm khá là sâu, nhưng mà cuối phiên tầm 15 phút cuối phiên nó đã có một lực kéo rất là mạnh, dù ATC nó cũng đã kéo lên, thì vùng này em nghĩ là nó chưa thể xuống liền được, nó cũng phải đi lanh quanh cái vùng phía trên này cũng có một thời gian nữa chưa xuống liền được. Đi qua tiếp theo là con TNH. Vùng này tại sao em lại cho giải ngân con TNH? Mọi người nhìn này, là những vùng này volume của nó không có gì là đáng chú ý cả, nhưng hôm nay nó lại có một cái volume khá là mạnh, chứng tỏ cái vùng này có một cái lực tiền vào khá là lớn trên vùng này, vậy nên là đã cho người mua vùng này. Và mình mở trên khung tuần á, thì mà nhìn nó tạo ra một cây doji. Cây doji này có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa như sau: thể hiện chỗ này có sự lưỡng lự giữa bên mua và bên bán, nó sẽ tạo ra này. Nhưng mà con cổ phiếu này liên tục giảm, vùng này có một cây doji như thế này, quanh này cây doji, và sau đó có một cây xác nhận lớn là đã vào mua đối với con TNH. Thì target trước mắt thì nó sẽ về những cái vùng như là 23-24 target trước mắt. Thì mình mua những vùng này thì đâu đó mình lên trên vùng này thì mình kiếm được 10-15% đối với mã cổ phiếu như thế này, trong cái giai đoạn mà thị trường khá là khó, đó là đối với TNH. Và tiếp theo mình sẽ đi qua VN30FM. Người mở cho em cái bảng giá của VPS, thì dữ liệu mình coi trên đó nó sẽ có nhiều hơn. Thì như mọi người đã thấy trên đồ thị, đối với VN30FM thì em đang coi trên khung 1 giờ, cái vùng này đoạn mà 2:15 nó đã rơi khỏi cái vùng kháng cự chéo này, cho thấy dấu hiệu gãy trend, nhưng mà sau đó nó có cái lực cầu khá là mạnh đợi nó đi lên đã phát ra được trend. Thì trước mắt thì cái vùng này nó sẽ đi về đâu, thì cái lực cầu vào khá là mạnh, chỉ mở trên 1 phút mọi người xem này, cầu vào rất mạnh cái con này, ít nhất thì nó sẽ về những cái vùng như 20 bên quanh đó. Khi mà nó có một cái lực cầu mạnh như thế này á, mình đợi xem thế là có lực đợi lên được không. Mình thì mình đi, trước tiên mình sẽ phân tích về trường hợp thứ nhất là nó lên vùng này mà không vượt qua được cái vùng mà 20 có dấu hiệu quay xuống như thế này, thì cái điểm này là điểm sọt rất là đẹp, điểm mà lanh quanh mà không vượt được vùng 20 ấy, có dấu hiệu gãy ấy, mình sọt rất là đẹp. Sọt cái điểm này thì mình nắm giữ cho em, và vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng của nó là vùng 1300, trường hợp thứ nhất. Và tiếp theo mình đi qua cái trường hợp thứ hai là cái vùng này sẽ bước qua được, mai mở phiên nó bước qua được. Thì hôm nay em có cho long ATC cuối phiên, những giây phút cuối cùng mình thấy một lượng khá là mạnh, nên là ngày mai nếu mà nó bước qua được thì mình cũng phải đợi nó quay về, nó test này, test lanh quanh vùng này. Hai trường hợp mà em đã đặt ra những cái kế hoạch cho ngày mai, khi mà thị trường nó có những diễn biến đi lên hay đi xuống, mình có thể nắm bắt và đánh theo. Đó là những cái nhận định của em về ngày mai, những định hướng khi mà VN30FM nó đi như thế nào, mọi người nắm bắt. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo.